Số 1. Những chiếc xe bị ma ám. Đoạn video bí ẩn này được quay lại bởi một nhóm điều tra tâm linh người Thái Lan. Theo như họ đã chia sẻ, họ cũng chẳng mấy quan tâm đến vấn đề này. Tuy nhiên, vào một ngày nọ, sau khi hoàn tất công việc, họ đã trở về và đi ngang qua một con đường thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn bí ẩn. Vào thời điểm đó, nhóm của họ đã vô tình bắt gặp một hình bóng kỳ lạ đang đứng ở ven đường. Cũng chính vì những điều đáng sợ này, nhóm của họ đã quyết định mang theo máy quay và một số thiết bị để quay trở lại con đường bí ẩn đó, kiểm tra những chiếc xe bị bỏ lại ở ven đường sau những vụ tai nạn kinh hoàng. Và đây là đoạn video mà nhóm đã quay được, mời các bạn cùng theo dõi. กดของ YouTube ด้วยนะครับก็เลยตัดมาแค่บางส่วนเนาะ เทวดาแลอินพรหมกูจะปลุกทั้งพระยมและพระกาบกูจะปลุกทั้งพระจตุโลกบาลทั้ง 4 พระองค์กูจะปลุกพระอิศวรและพระนารายณ์กูจะปลุกทั้งคนตายที่ถูกประหารกูจะปลุกทั้งทุกประการคือจึงให้กูปลุกทั้งฝูงผีทุกป่าช้าสารพัดกูจะปลุกเฮ้ยเสียงอะไรเสียงรถแต่นี่เสียงอะไรเดี๋ยวมาจากไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะมาไหนมาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เห็นคนในรถมากินยังเห็นอยู่ไหมแกไอ้นิ้วขับไปดูดิขับไปดูดิมึงน่ะแว๊บแว๊บนั่งกินกูเห็นเลยอ่ะไอ้ขนลุกเลยอ่ะ Bạn có thể thấy, họ đã chuẩn bị đồ cúng và thắp một nén nhang, sau đó là đọc một bài kinh để gọi hồn. Không lâu sau đó, chiếc xe mà họ chọn để làm lễ đột nhiên tự nổ máy và bóp còi không ngừng. Mọi thứ lúc này trở nên thật sự ám ảnh khi nhóm điều tra đã bắt gặp một bóng đen bí ẩn đi ngang qua phía sau xe và biến mất một cách kỳ lạ. Không chỉ vậy, nếu như quan sát kỹ hơn, bạn có thể thấy đó dường như là một bóng người đã xuất hiện bên trong xe và biến mất cùng với bóng đen bí ẩn kia, thật đáng sợ. Theo bạn, hình dáng bí ẩn vừa xuất hiện ở video trên, liệu có phải là một linh hồn của những người đã mất sau những vụ tai nạn trên con đường này hay không? Đừng quên để lại ý kiến về suy nghĩ của bạn bên dưới phần bình luận nhé. Số 2. Đó có phải là ma? Đây là một đoạn video được một nhóm bạn trẻ quay lại trong chính căn nhà của mình. Theo như người đã quay lại đoạn video vào tối hôm đó chia sẻ, trong lúc đang tổ chức một buổi tiệc tại nhà của một người bạn, anh ta đã sử dụng điện thoại của mình để quay lại một đoạn video làm kỷ niệm, nhưng anh ta đã không biết rằng đêm hôm nay sẽ là một đêm thật sự ám ảnh với cả nhóm bạn của mình. Trong lúc anh ta đang dùng điện thoại để quay một người bạn, thì đột nhiên, có một thứ gì đó vô cùng quái dị đã xuất hiện. Nó đã khiến cho cả nhóm vô cùng hoảng sợ và rời khỏi căn nhà sau khi xem lại đoạn video. Và đây là đoạn video mà anh ta đã quay được. Mời các bạn cùng theo dõi. Aí, fim da festa aí, pessoal. Comprei a câmera nova. Vamos colocar um vídeo no YouTube aí. Ai, que vergonha, não faz isso. A Josi capotada já, com sono. E aí, Thiago, a câmera que comprei nova aí. Vermelhinha e tal. Vocês nem esperaram pra festa aí, né, mano? Meu Deus do céu, que porra é essa, velho? Mano, eu vi alguma coisa aqui, Thiago. Tem alguma coisa que passou aqui, velho. Velho. Tô falando sério, cara. Tô falando sério. Vem aqui comigo, cara. Nada assim, não. Eu vi uma coisa assim, cara. Tá louco, mano? Maluco. Maluco. Eu vou voltar a câmera. Eu vou voltar a câmera e você vai ver, velho. Bạn có thể thấy,
Sau khi anh ta giới thiệu những người bạn của mình, anh ta đã di chuyển máy ảnh ra ô cửa ở nhà vệ sinh và vô tình nhìn thấy một hình dáng vô cùng bí ẩn. Cả nhóm đã rất hoảng sợ và đi kiểm tra, nhưng dường như họ chẳng phát hiện được gì vừa đi qua ở đó. Theo mình nghĩ, đó rất có thể là một bóng ma, hoặc cũng có thể là một người nào đó đã vô tình đi ngang qua. Còn bạn, bạn nghĩ sao về hai giả thuyết trên? Nhớ nêu lên ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Số 3. Bóng đen bí ẩn. Bạn có thể thấy, đó dường như là một bóng đen bí ẩn đã xuất hiện rồi đột ngột biến mất một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, có lẽ như người đàn ông đã không hề phát hiện ra điều này, đến lúc kiểm tra camera thì anh ta đã thật sự bị ám ảnh khi phát hiện có một bóng đen đáng sợ đang xuất hiện ngay trong chính ngôi nhà của mình. Sau đó không lâu, anh ta đã liên hệ với một thầy trừ tà khá nổi tiếng đến để kiểm tra ngôi nhà của anh ta. Theo mình nghĩ, đó rất có thể là linh hồn của người bạn đã mất, đã đi theo người đàn ông này về nhà, hoặc đó có thể là một hồn ma đang trú ngụ trong ngôi nhà này. Bạn nghĩ sao về hai giả thuyết trên? Đừng quên cho mình biết ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Nếu thấy hay thì hãy cho mình xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.